Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay em lại về được cái mã pin 15 cell anh em nhớ. Pin 15 cell dòng xả cao, pin 6A cho em nhà mình luôn, cho các bác mà các bác vô tải cắt thoải mái không bị ngắt mạch cho em này. Anh em mà dùng khoan pin, các bác dùng con chuyên vít hoặc anh em dùng con 13 ly mà các bác dung lượng nó ít, các bác dùng được ít thời gian, anh em lên cho em những cục pin 15 cell 6A, pin dòng xả cao dung lượng lớn cho anh em nhà mình luôn nhớ. Sau một thời gian hết hàng khá là lâu, và hết hàng đến cả tháng luôn các bác ạ. Ngày hôm nay bên em về được hàng và ngày hôm nay bên em sẽ sell giá rẻ sập sàn cho anh em nhà mình luôn nhớ. Đây, các bác sẽ cùng em khui ruột của cái cục pin này ra cho anh em nhà mình xem luôn ạ. Em đã khui ruột của cục pin cho các bác nhà mình xem luôn rồi. Pin 15 cell Navara 21V pin 6A cho em nhớ. Một cell pin là 2000mAh. Đấy, một khối thế này 15 cục 15 cell cho em. Mạch pin là mạch 3 MOSFET, dòng xả cao. Con này dòng xả em đến là 65A anh em nhớ. Mạch 3 phép cho anh em mình luôn này. Nhìn các bác nhìn này, rất là ngon luôn. Khui cho anh em mình xem thử luôn. Đấy, anh em nào mà dùng máy bãi, máy khoan, các bác dùng máy bãi hoặc máy nhật, anh em mà dùng hàng chính hãng máy Nhật, các bác mà muốn hàn đi ốt để chạy được máy Nhật thì cũng báo với em luôn để em cấy đi ốt vào cho các bác về chạy được máy Nhật và chạy được máy Makita chính hãng luôn các bác nhé. Pin dòng xả cao, bình thường anh em mua ngoài thị trường, các bác mua tư nhân đóng thì họ không có cân vôn không đều. Đây em đặt trực tiếp tại nhà máy đóng sản xuất 1000 đến 2000 cục một lần. Thứ nhất là chi phí giá thành nó sẽ được giảm sút, nó sẽ được giảm hơn so với các bác đóng số lượng khoảng ít ít thôi. Và cái thứ hai là nhà máy thì công nghệ hiện đại sản xuất nên chắc chắn là chất lượng cực kỳ là ok luôn các bác nhé. Pin 15 cell 6A, pin dòng xả cao. Giá thì chỉ với giá em sell có tới tay khách hàng nhà em 450.000 là anh em sở hữu một khối pin như thế này. Pin chân pin là chân pin Makita, chân pin M21. Anh em ở nhà mà cứ chân pin Makita thế này cho em thì các bác có thể lấy cho em cái cục pin này. 15 cell dòng xả cao anh em ạ. Anh em sẽ cùng em đi test thử một vài chức năng của cục pin này các bác nhé. Gọi là các bác thử với em là em sẽ đi test thử mài hoặc là khoan bê tông là xem có bị ngắt mạch không. Vì tình trạng chung các bác dùng những cái máy thường ấy, dùng cục pin thường ấy, thường thì nó sẽ hay bị ngắt mạch. Đây lên cho em, đấy, cục pin dòng xả cao pin 6A cho em xem có bị ngắt mạch không các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ test cái thử cái chức năng cắt với cục pin bình thường anh em nhé. Pin 10 cell thường của anh nhé. Em sẽ tắt cắt cái hộp nhôm này. Đấy. Cắt đã ngắt rồi các bác nhé. Cắt đã ngắt rồi. Bật lên này, rút ra này các bác. Cho vào. Lại xoay được bình thường. Đấy. Bởi vì cái dòng xả nó không đủ tải anh em nhé. Thì sau đây thì em sẽ tiếp tục em thử chức năng cắt hộp nhôm này với cái con với cục pin 15 cell 6A anh em nhé. Sau đây thì em sẽ test thử chức năng cưa gỗ cho anh em nhé. Em sẽ cưa với cục pin 10 cell thường này. Sau đó thì em sẽ cưa cục pin 15 cell cho anh em xem là nó ok không nhé. Cục pin 10 cell thường của anh nhé. Lắp luôn. Ok này, em sẽ test thử chức năng cưa gỗ với cục pin 15 cell 6A anh em nhớ. Xem cắt có bị ngắt không. Ok này. Đấy, rất là ok các bác nhá. Cắt các bác nhá.
đấy, rất là ngon luôn. Thôi thì em sẽ test thử luôn cái chức năng khoan bê tông với cục pin 15 cell này luôn. Em sẽ test thử cục pin 15 cell 6A, em test với cái con khoan bê tông xem có bị ngắt mạch không anh em nhé. Ui, đấy, quá khỏe luôn mọi người. Rồi ok này. Em sẽ test thử trên bê tông cốt thép luôn các bác ơi. Cùng em đi test thử chức năng máy mài rồi test khoan bê tông với cục pin này rồi. Pin dòng xả cao các bác vào với mài cắt không bị ngắt mạch. Các vào khoan bê tông thoải mái luôn cho em. Đấy mà giá thì quá là ngon. Ngày hôm nay về số lượng cũng rất là nhiều. Sau khoảng 1-2 tháng hết hàng. Con này cũng hết hàng cả 2 tháng rồi. Ngày hôm nay về số lượng lớn. Nên là bên em sẽ xin phép là sale giá rẻ để tay nghe mình luôn nhá. Với cục pin 15 cell 6A như thế này. Chân pin 4 phân, chân pin phổ thông, có dùng được cho anh em mà máy bãi máy nhật luôn. Anh em bảo bên em hàn hiếu miễn phí cho bác luôn. Rồi, quên cái ruột của máy đấy. Ruột của cục pin khui ra cho bác xem rồi. Một cell pin là 2000 mAh, pin 4,2V anh em nhé. Đấy, 18650. Mạch 3 MOSFET dòng xả cao. Giá thì anh em mình thì chỉ với giá là 450.000. 450.000 là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra thoải mái cho em trước khi toán anh em nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu với cái cục pin này, các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên em. Đây, alo trực tiếp cho bên em qua tất cả các đầu số em đã ghim trên màn hình: 0929 826 628 hoặc 0982 826 628. Cửa hàng em ở tại Lý Nhân, Hà Nam. Anh em nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng, sau đó là mua hàng anh em nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các anh ạ.